Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ vừa ký quyết định thành lập quỹ phát triển với số vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước lên tới 2.000 tỷ đồng. Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực nhà nước ưu tiên khuyến khích sẽ được hỗ trợ từ nguồn quỹ này. Mức vốn cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối đa bằng 70 tổng mức vốn đầu tư của từng dự án. Phương án đó nhưng không bao gồm vốn lưu động và không quá 30 tỷ đồng. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quyết định nhưng không quá 10 năm. Lãi suất cho vay của quỹ không vượt quá 90% mức lãi suất cho vay thương mại được xác định dựa trên mức lãi suất cho vay của 5 ngân hàng thương mại nhà nước tại Hà Nội.